Xin chào các bác nhá. Chào mừng toàn thể các bác quay trở lại kênh Đặng Tín Auto ngày hôm nay. Và tiếp tục video thì ngày hôm nay em Đặng Tín Auto sẽ lên 6 các bác hai dòng sản phẩm mà thực sự các bác đang săn đón rất nhiều. Đó là những chiếc Vanker lai số JBL S8 Plus tiếp tục về hàng, và em còn những bộ mic JBL VM800 6 số tự ngắt cao cấp, một cặp đôi JBL cực kỳ hay luôn. Thì và trước khi vào video, hãy ủng hộ cho em Đặng Tín subscribe nhé. Bác nào chưa like ủng hộ em like và đăng ký kênh cho em. Và ngày hôm nay em sẽ giới thiệu các bác dòng Vanker lai số và bộ mic này. Và em sẽ đi báo giá từng sản phẩm một cho bác là thực sự muốn sở hữu dòng Vanker lai số cao cấp và những bộ mic cực kỳ hay với giá rẻ sập sàn thì bác hãy xem hết video cho em nhé, đừng có tua. Đấy, bác nào thực sự muốn sở hữu thì xem hết video cho em, tránh hợp tua nhé. Đấy, tua đến lúc cứ hỏi đi hỏi lại các bác rất phức tạp. Em sẽ giới thiệu chi tiết cụ thể từng sản phẩm một và sẽ báo giá, và các vừa ra video vừa ủng hộ cho một like nhá. Rồi, đầu tiên sẽ đi cho anh em về chiếc Vanker lai số này. Thì như bác nào đã theo dõi kênh của em thì không lạ lẫm gì những chiếc Vanker lai số JBL này rồi. Đây là phiên bản Vanker lai số JBL S8 Plus bản mới nhất 2023 nhá. Thì con này thực sự bác là tiếng nó quá là hay luôn nếu bác nào đã mua. Con này có đầy đủ cổng qua Bluetooth và echo dì vật riêng biệt nhá. Và đặc biệt echo dì vật nó hay như vang số luôn. Bác nhìn bản mới nó rất đẹp, có điều khiển từ xa. Hàng nguyên hộp, số lượng cũng không có nhiều bác nhá. Và đây là đằng sau của chiếc Vanker lai số này. Tiếng con này thực sự bác là nó không thể chê được, quá là hay. Có đầy đủ cổng qua Bluetooth này, hai đường nhạc vào. L và R, hai đường nhạc ra, hai đường sub. Đấy. Và có hai nút mic đằng sau rất tiện lợi các bác nhá. Và đằng trước của chiếc Vanker lai số JBL bác nhìn nó quá đẹp đúng không các bác? Phải nói nó quá đẹp. To nhỏ của nhạc, to nhỏ của effect vang nhại và to nhỏ của mic. Và các muốn chỉnh ở đây này, rất đơn giản. Chỉnh bass chung một check của nhạc này, bass chung một check của mic. Và như em nói con này echo và dì vật riêng biệt nhá. Và cam kết tất cả bác luôn, con này echo vật nó hay như vang số luôn. Và đặc biệt bác biết rồi, nó rất dễ chỉnh. Anh em làm sâu sự kiện kẹo kéo rồi đình thì không phải bàn. Và bây giờ sẽ test và nghe tiếng mic của chiếc Vanker lai số và sẽ báo giá luôn. Một chiếc Vanker lai số cực kỳ hay và con này chống hú tự động hết nhá. Để bác nghe qua tiếng mic này. Để bác thấy được cái dòng vang này nó hay và nó chất lượng như nào. 5 6 7 8 9 10 lên 6 7 lên. Đêm vang lang thang đưa từ tình cũ. 6 7 lên. Đây là khi bạn chỉnh echo và dì vật này cho bác nghe dì vật tiếng gì không nhá. Đây sẽ chỉnh dì vật không cho bác nghe tiếng hay như vang số luôn. Quá mượt đúng không? Và còn chỉ echo không này. Echo không này. Nó ngọt không các bác? Và khi mình chọn echo gì vào đây, các bác chỉ cần tùy chỉnh đây, thực sự là quá dễ chỉnh và nó hay như vang số luôn. Không có gì phải bàn, đầy đủ cổng qua Bluetooth và ngày nay em xin báo giá luôn. Đây, báo giá vang trước và sóng mic nhá. Bác là muốn sở hữu chiếc Vanker lai số này hãy nhắn tin ngay cho em đang khuyến mãi rất lớn. Các mua một chiếc Vanker lai số bản mới cao cấp echo vật hay cao cấp như này, ngoài thị trường không dưới 2 triệu nhưng em đang khuyến mãi, có nào chốt nhắn tin ngay cho em chốt vang JBL. Nhắn tin cho em chốt vang JBL, nhắn tin qua cho em nhá. Giá 1.450.000 để bao ship. 1.450.000 bác nào chốt nhắn tin ngay cho em chốt vang JBL. Bác nào lấy vui lòng nhắn tin qua cho em chốt vang JBL, nhắn tin qua số thoại là có nhân viên đơn nhá. 1.450.000. Em bao ship tôi bảo hành các bác 1 năm. Và khi mua hàng thì em sẽ nhận hàng kiểm tra thanh toán không phải đặt cọc, về bác test thử không hay trả lại. Riêng mua hàng thì em đã tính biết rồi. Nhưng bác nào lấy vui lòng hãy nhắn tin qua số thoại em chốt vang JBL, vui quá là chốt vang JBL, nhắn tin qua tin nhắn cho em số thoại 1.450.000 em bao ship nha, nhanh tay thì còn nha, 5 chiếc thôi, cũng không có nhiều. Nên bác nào có nhu cầu thực sự thì nhanh tay nhắn tin cho em chốt vang JBL, nhắn tin qua cho em 1.450.000 nhá. Rồi có vào nhớ ủng hộ cho một like và đăng kênh em nhá. Rồi vào ngày hôm nay em cũng tiếp tục lên sóng các bác. Thực sự mà một dòng mic mà các bác thực sự cũng đặt hàng rất nhiều. Thì ngày hôm nay em còn 3 bộ thôi. Đây là dòng mic JBL VM800 6 số tự ngắt cao cấp của JBL. Em còn đúng 3 bộ thôi, hàng nguyên hộp xốp luôn. Còn tiếng mic con này thì các bác biết rồi, dòng JBL VM800 nó là một dòng mic huyền thoại, tiếng rất là hay. Anh em làm sâu sự kiện kẹo kéo rồi gia đình không phải bàn. Nó cực kỳ bay tiếng và quan trọng là tiếng rất là đẹp. Đây, thiết kế dòng mic JBL 800 này rất đẹp đúng không các bác? Và đằng sau đây, của mic đây. Đấy, rất đẹp. Sẽ bao gồm rắc nguồn, rắc 6 ly và 20 rắc calon cho anh em làm sự kiện cắm mixer. Đấy. Và cho bác xem hai cái tai mic ở đây. Thì như em đã nói rồi, tất cả lô mic này bên em còn nguyên hộp luôn. Và nhìn hai tai mic này. Tay quá đẹp, toàn bộ là tay kim loại nhá. Tất cả đều là tay kim loại hết. 6 số tự ngắt, hai tay có hai tay sách ở bên. Để vắt vào tủ anh em nhìn chưa? Hai tay vắt vào tủ. Và nhìn cái nguồn mic này. Nguồn con này rất lớn luôn. Và nhìn ra đầy đủ phụ kiện không thiếu cái gì cả, nguồn cực kỳ lớn. Và đây bác nhìn hai cái tai mic này, nó quá đẹp. Để mà nói thì nó quá là đẹp luôn. Tay bây giờ bên JBL VM800 bác cầm một tay rất là sang luôn. Và bây giờ sẽ alo tiếng mic và sẽ báo giá luôn. Một mức giá cực kỳ sốc, còn 3 bộ thôi. Có 3 bộ thôi nhá, không có nhiều.
Đây con nghe qua tiếng mic của dòng mic JBL VM800 6 số lượng ngắt này. 1 2 3 4 5 6 về chiều trả về quân biên sân trường em họ vang im lìm sau về tam chi về lên một hai đêm bao lá vàng được thư tình cũ về mây trời xa dịu bước em đi năm năm sau về tam chi về lên một hai ba bốn năm sáu bảy. Thực sự có để cho một tiếng mic nó quá là mượt. Nó quá là mượt so với quy định luôn. Nó quá là hay. 6 số tự cắt cao cấp của JBL. Và ngày hôm nay bác nào chốt vô lòng nhắn tin ngay cho em. Chốt mic JBL. Em bán khuyến mãi các bác cực kỳ sốc với bộ mic JBL. Hiện nay các anh em mua ngoại trường bộ này cực kỳ đắt. 1.9-2 triệu không có mua. Nhưng ngày hôm nay bán bộ mic 6 số tự cắt cao cấp của JBL. Nguyên hộp shop 715. Bác nào chốt nhắn tin ngay cho em. Chốt mic JBL. Nhắn tin cho em. 1.350.000 mic không dây này. 1.350.000 mấy cái không nhầm đâu, bảo hành 1 năm, nhận hàng, kiểm tra, test thử không hay giả lại, riêng đặng tín bán hàng không phải cọc. Chốt mic JBL nhắn tin cho em 3 bộ thôi. 1.350.000 của mic này. Nha. 1.350.000 của mic không dây, em bao ship thôi. Chốt mic JBL cho em. Bác nào chốt hãy nhắn tin ngay qua số điện thoại. Chốt mic JBL. Bảo hành tất cả bác bộ mic này 1 năm. Chốt mic JBL cho em nhá. Một mic không dây cao cấp của JBL cực kỳ đẹp. JBL VM800 nhá, 6 số lượng ngắt. Nên bác nào có nhu cầu hãy nhắn tin ngay cho em. Chốt mic JBL. 1.350.000 một mic không dây này. Các mua ở đâu được bộ mic như thế này, nguyên hộp của JBL. 1.350.000 được tay mic như này, được chất âm như này. Nó quá sốc vì cái giá này, thực sự em bán cho bác là giá quá sốc rồi. Nên bác nào có nhu cầu thì hãy nhanh tay nhắn tin ngay cho em. Chốt mic JBL cho em. Đấy, bác nghe tiếng mic này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 sân trường em họ vàng nghìn chốt mic JBL cho em 1.350.000 để bao ship nhá, bao lấy nhắn tin cho em và em xin báo giá lại các bác. Con vàng cơ lai số JBL S8 Plus em đã bán khuyến mãi 1.450.000, giá cực kỳ sốc rồi. Và mic JBL là 1.350.000 để bao ship nhá. Và mọi chi tiết mua hàng hãy liên hệ qua số điện thoại anh em 0916 957 808 và chào các anh nhá.